còn nhớ, năm 2015, cơ quan chức năng đã phanh phui hàng loạt những vụ sử dụng chất cấm Sabotamol trong chăn nuôi. Thời điểm đó, ngành chăn nuôi đã phải báo động về sự gia tăng sử dụng chất tạo nạc Sabotamol, khiến người tiêu dùng cả nước hoang mang, lo lắng. Ngỡ tưởng sự việc sẽ là lời cảnh tỉnh cho người chăn nuôi khi sử dụng chất cấm này, thì mới đây, tại Đồng Nai, cơ quan chức năng lại một lần nữa phát hiện 130 con lợn dương tính với chất cấm Sabotamol trong chăn nuôi. Ngày 5 tháng 1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an tiếp tục điều tra về vụ 130 con lợn dương tính với chất cấm samutamon trong chăn nuôi. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2022, Chi cục chăn nuôi và thú y Đồng Nai phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường công an Đồng Nai kiểm tra trang trại rộng hơn 10.000 10 m2 của ông Trần Quang Ngạn, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động giết mổ và chăn nuôi trên địa bàn. Thời điểm kiểm tra, trang trại của ông Ngạn có 130 con lợn đang được nuôi nhốt tại hai ô chuồng. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu, mẫu gột của ba con lợn tại hai ô chuồng. Qua đó, kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy trên mẫu thử đều dương tính với chất cấm saputamol. Đoàn kiểm tra tiếp tục lấy hai mẫu nước tiểu của lợn tại trang trại gửi Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 2 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục kiểm tra chất cấm saputamol. Đồng thời, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở không được mua bán, di dời đàn lợn khỏi trang trại đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức giao chính quyền địa phương giám sát đàn lợn trên đến khi có kết quả xét nghiệm. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kiểm tra Vệ sinh Thú y Trung ương 2 cho thấy máy mẫu nước tiểu của số lợn lấy từ nhà ông Ngạn có tỷ lệ sabotamol vượt gấp đôi quy chuẩn 5 microgam trên lít. Ngày 4 tháng 1, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với ông Trần Quang Ngạn và trả phiếu kết quả thử nghiệm trên. Tại đây, ông Ngạn không đồng ý với kết quả xét nghiệm từ trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 2 mà đề xuất được tự lấy mẫu gửi đi xét nghiệm lại để đối chiếu. Đoàn kiểm tra đã giải thích việc này không phù hợp với quy định nên không chấp nhận. Kết thúc buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã lập biên bản làm việc với sự chứng kiến của chính quyền địa phương và thành viên đoàn. Tuy nhiên, ông Ngạn không đồng ý ký vào biên bản. Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cơ sở tự bảo quản số lợn trên, không được mua bán, di dời đàn heo khỏi trang trại. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Sông Trầu tiếp tục giám sát số lợn trên đến khi có kết luận. Ông Trần Minh Thành, Phó Phụ trách Phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cho biết, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nên chuyển hồ sơ cho Công an huyện Trảng Bơm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Vào cuối năm 2022, dư luận cũng xôn xao trước thông tin có tình trạng trâu bò, nghi nhập lậu cũng như nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam có khả năng đã sử dụng các chất cấm. Qua sự việc ở Đồng Nai, lại một lần nữa giống lên hội chuồng báo động rằng không thể dung túng, lơ là, chủ quan với an toàn thực phẩm, nhất là với chất cấm sabutamol. Chỉ vì lợi nhuận, thương lái và người chăn nuôi vẫn lén lút sử dụng chất cấm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng đây là nguyên nhân chính làm cho việc sử dụng chất cấm có nhiều diễn biến phức tạp gia tăng khó kiểm soát hành vi như thế này cần phải được ngăn chặn nghiêm cấm xử lý xuyên suốt thường xuyên không được dừng lại